Đây là cái bình rượu rất là đẹp. Bình rượu này chúng ta đựng rượu để nhà hàng tuyệt vời. Bình rượu này có bao nhiêu ml chị nhỉ? Cái này là 70 đúng không? Cái này là 70 này, loại này là 70 này. Cái này là 1 lít này. Cái này lít rưỡi này, lít rưỡi là cao như này. Cái vàng ấm này rất là đẹp này. Đối với nhà hàng nào mà chúng ta làm theo phương thức cổ thì chúng ta sử dụng cái vàng ấm này rất là đẹp và hợp lý này. Đây, rất nhiều dáng ấm. Nhiều dáng nha. Rất là đẹp.